Xin chào, hôm nay anh em mình sẽ đi bắt ong. Đây này, tổ ong ở trong này nhá. Tổ này nó nằm trong hốc đá. Đập những cái đá bên ngoài đi mới lấy được. Đem xô đựng luôn. Đang á. Sát. Ra đây. Ấn vào giữa màn hình, ấn vào giữa màn hình đi. Thế này á? Ừ, ấn vào, đấy. Tổ ong nhá. 1, 2, 3, 4. Thấy 4 sát trước rồi. Chỗ này để địa hình hơi khoai tí. Dốc quá. Không phải quá dốc mà nó quá dốc chứ. Ừ, đấy. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, mật. Rồi, cho vào. Mật chuẩn của nó đấy. Mình quay mũ. Vâng. Có xa tâm lý được em để cho đấy không? Vâng. Không có chút đứng như nhờ mà quay hộ. Chỗ này địa hình nói chung là nó khó. À, nó run mặt rồi. Thằng đẹp ơi. Nguyên chất đấy. Thằng chủ của nó đấy. Chuẩn một ong rừng đấy. Không biết là cái hốc gì. Hốc chuột à? Chuột chuột chú đi à? Em không biết. Hay là con rúi? Không phải rúi đâu. Phải rúi rồi. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.